Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với Cuộc Sống Vùng Cao. Hôm nay thì tôi với mẹ tôi tiếp tục đi lên rừng hái thuốc. Và cái cây thuốc này thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn, đó chính là cái cây cầu đằng. Và trước khi tìm hiểu về cây cầu đằng thì đây cũng là một cái cây thuốc này các bạn này. Cây ba lá. Đấy. Cây ba lá nhé các bạn, một nhánh nó chỉ có đúng duy nhất ba lá thôi. Đây, các bạn cứ đếm đi. Ở đây nữa. Đấy, nhánh này cũng có 3 lá, bên này 3 lá. Cây này thì chúng tôi chủ yếu là dùng để đun nước tắm cho chị em phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai cũng như là sau khi đẻ, và cho người già suy nhược cơ thể. Đấy, nó là công dụng của cây này nó như thế. Chúng tôi gọi là cây 3 lá đấy các bạn nhé. Đây. Rồi, tôi đưa các bạn đi tìm hiểu cái cây chính, đó chính là cây cầu đằng. Dây cầu đằng thì nó ở chỗ gốc của cái cành ấy thì nó có cái hình móc câu. Và cái này nó có hai loại, một loại là nó vuông và một loại tròn. Đây chính là cây dây cầu đằng vuông. Vâng. Dây cầu đằng đây các bạn này. Đấy, các bạn từ từ để tôi lấy nét cho các bạn xem. Đấy, đây chính là cây dây cầu đằng vuông nhé các bạn nhé. Cây này thì chủ yếu là để đun nước tắm thôi, kết hợp với lại cái cây vừa nãy, cây ba lá kia và rất là nhiều những cái cây khác nữa để mà đun nước tắm. Đây, cây cầu đằng nó có những cái móc câu như này này các bạn này. Đây, cây này nó còn bé nhá. Ở đây này, móc câu ở giữa đây các bạn này. Đấy, hôm nay tôi không mang chống rung nên là có thể nó hơi rung. Đây các bạn có thể thấy là những cái móc câu ở đây này. Đó. Rồi đây là một cái cây thứ nhất. Còn cây thứ hai nữa ở trên này. Tôi xem mẹ tôi như nào. Mà nhỉ? Này tay sao lại tanh hả? Yêu. Đây. Hôm nay hai mẹ con đi lên. Đây chính là cây dây cầu đằng tròn này các bạn này. Đấy. Cây này thì chúng ta vừa đun nước tắm, đồng thời chúng ta vừa sắc uống, phơi khô. Cái gì pháo chỉ khác. Này mày thế năm rồi. Thế năm rồi giờ. Năm cô tại đó nè. Năm rồi sẽ chịu giờ. Pháo tới chưa. À tốt rồi hả sang hạ đã tới tựa đã hạ hạ tế. Mà tiêu hoa đi hoa giờ chạy cũng khá tại phải mát đoạn ạ cả đi đi Cool.
Này, từ bài hơn đã chăn mấy hơn. Khi qua tầm phê là cái nhá. Gà nhỉ nè. Nói gì thám tâm à nhá. Gà nhỉ, thật quá chẳng. Nghe cả tầy mất hình hay. Ừ. Đây các bạn, tôi giới thiệu cho bạn một chút. Đấy, vừa rồi thì các bạn cũng thì tôi đi chặt rồi. Đây, nó có những cái móc câu như này này. Đấy, ngày trước thì anh em người ta hay bảo là lấy cái, chỉ lấy cái móc câu thôi. Đây, nhưng mà ở trên tôi là móc câu này chúng tôi không lấy, chúng tôi lấy cái thân cơ. Móc câu thì chắc chắn nó cũng như thế. Đấy, nó cũng như cái thân, nó còn không tốt mà thân. Và đặc điểm nhận biết của cái cây này là, đây các bạn này, đây hoa của nó đấy, hoa của cái cây dây cầu đằng này. Đây các bạn thấy chưa? Đó, hoa của dây cầu đằng đây. Rồi, đây là có hai loại nhá các bạn. Như đầu video tôi đã cho các bạn xem về cái cây, cái loại và nó vuông rồi, và cây này cây thứ hai đi, nó tròn đấy, nó không vuông như cái kia. Hai loại chúng ta đều có thể sử dụng làm thuốc được, và hai loại nó đều như nhau, nó đều ra hoa như thế này đó. Và như vừa rồi tôi bảo thì những cái trường hợp mà sử dụng cái dây cầu đằng này là những cái trường hợp mà bị liệt thần kinh mặt này, bị động kinh này, hoặc là những cái người rối loạn chức năng thần kinh, tâm thần phân liệt ấy, những người già bị mất trí nhớ, người bị bệnh Parkinson này, người bị chóng mặt hoa mắt trước đầu, và đặc biệt là những cái trường hợp mà bị chứng huyết áp cao thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái này. Và một cái nữa, những cái gia đình mà nào mà có trẻ em hay khóc đêm ấy, thì chúng ta cũng có thể lấy một cái lượng nhỏ cái dây cầu đằng này, chúng ta đun nước uống. Đấy, chúng ta lấy khoảng 3 gram khô dây cầu đằng này đun nước cho trẻ uống. Một ngày chúng ta để cho uống khoảng 2 lần, và cứ như thế uống trong thời gian khoảng từ 3 đến 4 hôm. Đấy, 3 đến 4 hôm thì nó sẽ cho một cái hiệu quả rất là tích cực. Đấy, đây là các bạn này. Ngoài ra thì cái cây này nó còn sử dụng để chữa sốt cao, co giận, nghiến răng. Chúng ta cũng khoảng dùng khoảng 10 gram cái cầu đằng này kết hợp với lại 9 gram cái kim ngân hoa.
và 3 gram bạc hà để chúng ta sắc nước uống. Đấy, mỗi ngày chúng ta một lần như vậy. Đó. Đấy là một số những cái thông tin tôi muốn gửi đến tất cả các bạn về cái cây dây câu đằng này. Kìa các bạn kìa. Đấy các bạn thấy là ở trên đầu mẹ tôi có những cái chùm hoa của cái dây câu đằng này. Đây chính là cái dây hoa của nó. Đây là các bạn này. Đấy. Để cho các bạn dễ nhìn hơn. Đây này. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nếu mà các bạn thấy clip này hay thì để lại cho tôi một like, đồng thời nhấn nút đăng ký và chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn.